Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Stick and Zagreus. Keep line. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sắp quay. Let's go. Bản lắp nét mới này rất là đẹp luôn. Đây như là một nơi gọi là toàn máy móc, thiết bị rất là sang trọng. Let's go.
OK, và bây giờ thì mình sẽ sang lại cái tiếp theo. Brand new chapter 2. One day, let's go. I see you. OK, mình sẽ mở đây ra xem có gì không. Có gì? Oh my god, mở ra lên luôn, tải ra. Nhưng không sao, càng tốt. Rồi, và mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Sau đó sẽ mở cái cửa này ra. OK, rút nước ở đây nào. Let's go. Thank you.
Oh my gosh. Do you want to play hide and seek? Wow. Let's go. Oh my gosh. Wow, wow. 자, 여기서. 와, 혼자 여기서. Oh my gosh. 리더. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Scary Teacher vào đây. Let's go. Shut the fire. Ok. Spotty on. Time to teach. Ok. Ở đây thì ông ta làm một bức tượng của bà này. Hard at work. Khá là đẹp. Ông ta đang điêu khắc. Wow. Yoo-hoo, sweetie. You're doing amazing. Oh, you fool. I'm playing you like a fiddle. Time for some self-care. Bà ta rất là điệu luôn. Let's go.
OK, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ thứ 5. Rất là ít, OK, phải thu thập hết thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Granny Chapter 1. Let's go. One day.
Oh my god. Ui, sao bà ta bắt mình nhanh đến mức độ vậy? Tài thật. Rõ là mình đang chui vào rồi. Chui đây. Ok, let's go. Bắn súng bây giờ. Bây giờ thì mình sẽ phải giữ bà ta. Không thể chạy nhanh nổi. Wow, bà ta bắt quá là nhanh luôn. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ xem cái tiếp theo. Ice cream bar. Wow, tốc độ này hơi chậm. Mình cũng không hiểu lý do gì. Nhưng thôi không sao. Bình thường là rất là nhanh, nhưng đợt này thì cái phiên bản mới của iCream này nó không hợp với iPad Pro 2020. Không hợp. Cho nên mình sẽ về đợi app làm lại phiên bản. Nếu có thì vượt qua ải nó sẽ dễ hơn. Đây mình di chuyển rất là chậm luôn. Ok. Ok rồi, let's go. Shopping center. Wow, như đi bộ luôn. Cái này là đi bộ bằng ông ice cream luôn. Còn ông ta đang ở đây. Sau đó thì mình sẽ mở cánh cửa đây ra. Mong sao ông ta không phát hiện ra. Mình sẽ chuồn về xe thôi. Đi rất là chậm luôn. Oh my god. Nếu mà có bạn nào cũng giống mình thì có thể comment vào, và các bạn đã sửa lại được thì có thể comment vào giúp mình nha. Chúng mình đi rất là chậm vậy. Rất là khó có thể phá đảo được map này, được game này. Ok. Let's go. Wow. 39. Rất là xa luôn. Tiếp bên này. Wow, đi bộ rất là chậm. Rất là chậm luôn các bạn ạ. Ông ta mà phát hiện ra thì chắc chắn ông ta sẽ bắt được các bạn ngay. Khi các bạn có một món đồ gì trên tay thì các bạn không phải sợ gì cả. Có điều tốc độ đi của mình quá là chậm. Chẳng biết nó bị lỗi một cái gì. Ok. Rồi sau đó các bạn sẽ cầm chiếc xẻng này ra kia đảo. Sẽ được có một chiếc chìa khóa. Mình đi nghiêng một chút thì nó sẽ nhanh hơn. Ở đây các bạn sẽ phải đi kiếm tất cả là 4 con ngựa gỗ.
Oh my gosh. Chúng ta trèo lên rất là nhanh, bởi vì cái tốc độ đi của mình quá là chậm luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderilla Asylum. Ok, và ở tựa game này các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 8 mẩu giấy, 8 mảnh giấy. Và các bạn sẽ đi từng căn phòng một để tránh bị nhầm lẫn hoặc là thiếu sót gì đó. Ở đây thì sẽ có bà ma và ông chồng của bà ma này chính là một con quỷ. Có tiếng bước chân. Oh my god. Các bạn sẽ cố gắng phải tìm tất cả giấy trong giấy ngoài, làm sao khi đủ 8 tờ giấy, lúc đó các bạn sẽ thoát được khỏi đây này. Đi đằng kia. Oh my god. Rất là kinh hãi luôn. Đó, ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.